quay trở lại với kênh của Chất Trà Bông nha cả nhà. Trời ơi, hôm nay cái cây dạo nhung của em nó nở mà phải nói là cái hoa của nó bự chà bá luôn cả nhà ơi. Đây nè, cả nhà nhìn cái phân hoa của nó nè, bự hết hồn bự luôn. Đặc biệt là nó chùm không nha. Đây cả nhà nhìn nè, nó chùm luôn. Và phải nói cái hoa của nó rất là to. Em sẽ bước cho cả nhà mình cùng xem luôn nè. Hoa rất là bự nha. Hơn 4 ngón tay em luôn á. 4 ngón tay em tràn ra ngoài luôn á cả nhà. Ôi, khiếp thiệt chứ. Này cả nhà nhìn nè, bông nó to dữ lắm, to luôn nha. Bông bành không à. Bông bự như bông đại lộc coi trời. Đó, và dạo nhung thì rất là thơm nha. À, em hay còn gọi là dạo nhung thơm á cả nhà. Đó, đây. Thì ai có thích cái cây giống mà cái bông bự mà dạo nhung như bên vườn mai nhà em thì cứ alo nha. Alo nha cả nhà. Trời ơi, nó nở cái bông nè. Đó, một chùm không mà cái bông nó bự nè cả nhà nhìn nè ha. Rồi, thích cây giống thì alo cho vườn mai nhà em nha. Xin mời cả nhà chúng ta hãy cùng xem cây giống này ạ. Xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh của Chất Trà Bông nha. Cả nhà ơi, thì vừa rồi em có giới thiệu với chúng ta đó là cái mặt hoa của cây dảo nhung thơm á cả nhà. Thì hôm nay là ngày khai trương, em về cái một cái lô dảo nhung cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, đây rễ nè. À, cái loại rễ quấn này ha. Đó, cây nó đã cứng cáp lắm rồi nha. Đó, cái mắt bao ghép của nó thì liền cốt cũng khoảng 70-80% cả nhà. Đó, chiều cao của nó thì em đo là hai gang tay của em thì chắc tầm khoảng 35 cm nha. Tại vì gang của con gái thì nó cũng không có dài như cỡ 4 tấc đâu nha cả nhà. Nó đây hai gang ha. Đó, đây thì cây này, cái lô này rễ thấy đa số là củ nở nè, không có rễ như thế này nha, củ nở nha. Đó, rất là đẹp nha, cây rất là cứng cáp, cả nhà nhìn cây rất là sung nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Rồi, cái lô này em bán với giá là 100.000 một cây nha cả nhà. Hả? 100.000 một cây, nếu mà chúng ta lấy 5 cây em bao ship và 10 cây em sẽ tặng một nha. Cả nhà nhìn nè. 4 cây đi, 4 cây thôi em bao ship cho cả nhà luôn ha. Những khi chúng ta không có lấy nhiều thì nhu cầu lấy nhiều thì lấy 4 cây đi. 4 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha. Đây chính là dảo nhung thơm nha. Hoa của nó bự chà bá luôn á cả nhà, và rất là thơm luôn ha. Rồi thì có về đây rất là nhiều các cái loại giống. Em mời cả nhà mình cùng xem nha. Đó, đây là dảo nhung nè. Đó, dảo nhung thì cái loại nãy giờ em có giới thiệu với chúng ta ha. Đây cả nhà nhìn nè. Đó, cây thì rất là cứng cáp thôi nha. Đó, cao khoảng 3 tấc đến 3 tấc rưỡi. Rồi, ngoài cái dảo nhung thì bên đây em có cái giống tây thi nha cả nhà. Cúc tây thi. Mấy năm trước em có quay cho cả nhà cái cây cúc tây thi quá trời đẹp luôn ha. Đó, đây. Chiều cao cái tây thi thì cũng khoảng 30 đến 35 cả nhà. Rễ thì nói chung cũng xử lý đủ kiểu. Loại này về chúng ta lấy bao vô tư luôn nha. Lấy bao vô tư luôn. Đó, cúc tây thi thì cũng 100.000 một cây nha cả nhà. 4 cây bao ship luôn nha. Lấy gì anh? Rồi, tiếp tục cái giống bên đây là giống cúc hồng lộc nha cả nhà. Đó, hồng lộc thì phải nói là nụ của nó rất dữ nha. Nó rễ nè. Rễ của nó đẹp ghê không? Lô này rễ cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, chiều cao của nó thì cũng khoảng 30-35 cả nhà. Đây, có cây này cũng có nhánh ha. Nói chung là cây rất là cứng cáp rồi. Có một số cây có một nút, hai nút ha. Đó, đây, đó. Đây cả nhà, thì đây là cúc hồng lộc nha. Giá là cũng 100.000 một cây luôn ha. 100.000 một cây, 4 cây em bao ship và 10 cây em tặng một luôn nha. Rồi, và tiếp tục cái hàng bên đây. Hàng bên đây chính là cái hàng dảo Phú Tân bông chùm. Hả, dảo Phú Tân bông chùm. Phải nói là bữa hổm em có quay cho cả nhà mình xem cái lô Phú Tân á, bông rất là đẹp, bông chùm. Và đặc biệt là cái hàng Phú Tân á cả nhà, mình nó rất là dễ chăm, dễ trồng, nó thích hợp cho cái không khí lạnh ở ngoài Bắc mình trồng cũng rất là ok luôn nha. Nó cũng giống như thọ hương rồi, cũng rất là dễ trồng. Đó, cái lô này cao khoảng 40 đi lên hết nè, cành nhánh nó có rồi nè. Cây rất là sung, rất là tốt luôn. Đó, giá thì em bán có 80.000 một cây thôi nha. 80.000 một cây, nếu 5 cây em bao ship và 10 cây em sẽ tặng một nha cả nhà. Rồi, ngoài cái loại đó thì đây, ở bên đây thì em có cái hàng giống mai tự sắn nha. Dảo tự sắn nha cả nhà. Đó, dảo tự sắn thì đây, đó, nó tự quấn quấn như thế này nha. Lô này thì rễ cũng tương đối đẹp cả nhà. Đó, đủ kiểu hết, quấn đủ kiểu hết luôn nha. Đó, đây, nè cả nhà. Sắn thì nó không có lớn lắm đâu nha cả nhà. Nó cứ lặng quặng cho nên là cả nhà kêu cao lắm thì không muốn có đâu nha. Nhưng mà cái này về chúng ta cũng có thể lấy bo được rồi nè. Rồi, loại này em bán giá 100.000 một cây nha. 3 cây em bao ship và 10 cây em tặng một nha. Rồi, hàng bên đây chính là giống bạch mai Thái nha cả nhà. Đó, loại bạch mai này thì hoa rất là đẹp nha. Hoa nó nhiều cánh. Nó đây, cây thì như thế này.
nó cũng chưa có nhét, chứ cũng khoảng 6 tháng thôi cả nhà. Chiều cao của nó thì khoảng 2 đến 3 tấc nha. Rồi giá cũng là 100 ngàn một cây luôn ha. 100 ngàn một cây, nếu mà chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng 1 luôn nha.